Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với Bảo Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài của ngày 11 tháng 12 năm 2023 với đề tài đó là cam kết làm dân của Chúa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện trước khi học. Lạy Chúa giáo của chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có những bài học trong mỗi sáng. Giờ này xin Chúa ngài hướng dẫn chúng con, giúp đỡ chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh của chúng ta hôm nay ở trong Sử Ký Nhì đoạn 23 câu 16-17. Giê-hô-gia-đa bèn lập giao ước với cả dân sự và với vua để chúng làm dân sự của Đức Giê-hô-va. Cả dân sự đều đi đến miễu Ba-anh, tha vợ nó, đập bể bàn thờ và hình tượng nó, rồi giết Ma-than thầy tế lễ của Ba-anh tại trước bàn thờ. Bây giờ chúng ta cùng xem phần bài học ngày hôm nay. Câu ghi nhớ là Jeremy đoạn 7 câu 23. Nhưng này là mạng lệnh mà ta đã truyền cho họ, hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi sẽ làm dân ta, hãy đi theo cả đường lối ta dạy cho để các ngươi được phước. Câu hỏi suy gẫm, ông Giê-hô-gia-đa và dân Chúa cam kết điều gì? Tại sao dân Chúa phải lập giao ước để làm dân của Chúa? Làm thế nào chúng ta được thực sự là con dân của Chúa và được phước, và được Chúa ban phước? Sau khi nữ hoàng Athali gian ác bị giết, thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa lập giao ước với vua và toàn dân để họ cam kết làm dân sự của Đức Giê-hô-va. Như câu 16, là người Do Thái thì họ đã là dân của Chúa rồi, nhưng khi ở dưới sự cai trị của Joram và bà Athali là những người thần tượng, họ chỉ còn là dân của Chúa trên danh nghĩa. Tấm lòng của họ không còn thuộc về Chúa và đời sống của họ cũng không còn đi theo đường lối của Ngài nữa. Chúng ta có thể xem ở trong Sử Ký Nhì đoạn 21 câu 13. Do đó, ông Giê-hô-gia-đa thấy cần thiết phải lập một cái giao ước để họ thể hiện quyết tâm trở lại làm dân của Chúa và được Ngài ban phước. Tái kết ước với Chúa không chỉ là hứa hẹn trong lòng và ngoài môi miệng mà phải đi đến hành động cụ thể. Đó là họ đều đi đến miễu Ba-anh, phá vỡ nó, đập bể bàn thờ và hình tượng nó, rồi giết Ma-than thầy tế lễ của Ba-anh tại trước bàn thờ, như trong câu 17. Theo sử gia Josephus, của người Do Thái thì đền thờ của ba anh này do vua Joram và bà Athali xây dựng. Và vì vậy vua bị xem là đã lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Trong Sử Ký Nhì đoạn 21 câu 1. Ngày nay có nhiều người đến nhà thờ mỗi tuần, nhưng lắm khi chỉ là những người thuộc về Chúa trên danh nghĩa. Chúng ta có thể đi thờ phượng Chúa mỗi Chủ Nhật, nhưng tấm lòng của mình không còn thuộc về Chúa và đời sống của mình cũng chẳng còn đi trong đường lối của Ngài. Đó là khi chúng ta đang tôn thờ và đặt trong lòng mình một thần tượng nào đó của thế gian. Chúng ta đang đi theo đường lối của thế gian thay vì chỉ tôn thờ một mình Chúa và chỉ đi theo đường lối của Ngài mà thôi. Khi nhận biết mình ở trong tình trạng như vậy, chúng ta phải có một cái quyết định tái kết ước với Chúa. Chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Quyết tâm loại bỏ khỏi đời sống mình bất cứ thần tượng nào khiến cho chúng ta không còn yêu mến Chúa và sống vâng theo lời Ngài để được thật sự làm con dân Chúa đúng nghĩa. Sự tái kết ước của chúng ta phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, phải quyết tâm từ bỏ những thói quen xấu, những ham muốn vật chất, những gì không làm đẹp lòng Chúa. Hãy cam kết chỉ thờ phượng và hầu việc một mình Chúa mà thôi. Và câu hỏi là bạn có thấy mình đang tôn thờ thần tượng nào đó thay vì tôn thờ Chúa không? Bạn có quyết định gì sau khi học bài này? Dạ. Thưa cô chú anh chị em, hôm nay chúng ta học cái chỗ này thì chúng ta sẽ thấy đó là phải có một hành động cụ thể. Hãy có một hành động cụ thể. Và tại sao chúng ta phải cam kết, chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải kết ước với Chúa một lần nữa hay là nhiều lần sau khi chúng ta sa sút bệnh viện thuộc linh? Bây giờ bắt đầu mình xét lại của chú anh chị em. Có phải chúng ta đang lọt vô trong danh sách những người mà gọi là có mặt ở trong hội thánh hữu hình mà không có mặt ở trong hội thánh vô hình? Chúng ta có mặt ở trong nhà thờ và người ta nhìn vào người ta thấy rằng ồ, ông A, ông B này, hay là thấy tên của mình đó, là ở trong nhà thờ rồi đó. Nhưng chúng ta có thật sự ở trong lòng của chúng ta thờ phượng một mình Chúa và một mình Chúa mà thôi không? Và nếu như lòng của chúng ta còn cái điều gì? Bây giờ nếu như chúng ta những ngày qua bỏ nhà Chúa, lang thang vẩn vơ ở đâu đó, phạm tội trong tội lỗi của mình, thì phải ăn năn quay lại với Chúa, cầu nguyện tái xác quyết niềm tin của mình. Còn nếu chúng ta bên ngoài vẫn dường như là một con cái của Chúa, nhưng mà bên trong
Mình đầy những tội lỗi cũng phải ăn năn và tái xác quyết lại niềm tin của mình với Chúa bằng sự cầu nguyện. Xưng tội mình ra và nói thưa với Chúa về đức tin của mình, đặt vào nơi Chúa về niềm tin của mình khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu như thế nào. Cần lắm của Chúa anh chị em. Đây là một cái hành động rất là cụ thể. Và sau đó thì chúng ta thấy họ đã dẹp bỏ đền thờ của thằng ba anh, đập bể những hình tượng, giết luôn cả thầy tế lễ của thằng ba anh đó. Và chúng ta phải xem này, cũng cảm ơn Chúa trong nhóm học Kinh Thánh Yêu Thương cũng học đến cái bài học ở trong Dân Số Ký đoạn 25 đó. Dân sự của Chúa đã thờ thần tượng, tham dự những chương trình thờ cúng thần tượng, rồi thông dâm với dân sự ở trong xứ Canaan, và cuối cùng là cơn giận của Chúa nổi lên vì cớ Chúa là đấng kỵ tà, và họ phải chặn đứng cái tội lỗi đó bằng cách là họ phải giết, tiêu diệt những người phạm tội. Thì cơn giận của Chúa ngừng lại, tay vạ của Chúa mới dừng lại, tay vạ mà họ đang phải gánh chịu phải dừng lại. Chúng ta nhớ điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta xem này. Nói thì hơi chung chung một chút, nhưng mà mỗi cô chú anh chị em mình cứ ngồi xét lại của chú anh chị em. Ồ, nếu mình đã nói dối, nếu mình lỡ làm một cái điều gì đó, mình biết Chúa buồn lòng, Chúa không đẹp lòng, đến với Chúa ăn năn, đến với Chúa xin Chúa tha thứ, tái xác quyết lại niềm tin của mình, nói với Chúa rằng con tiếp, nói với Chúa rằng con tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của con, và con thờ phượng Đức Chúa Trời một mình ngày mà thôi. Nhớ điều đó. Xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có một cái quyết định cụ thể ở trên từng hoàn cảnh cụ thể, từng người cụ thể trong chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và ngày mai Lợi sẽ bắt đầu cùng với nhóm yêu thương đi lên Gia Lai để thăm anh em, cũng như là phát gạo tặng quà cho anh em đó. Thành ra là có thể ngày mai, ngày mốt, ngày kia là không có học được. Bởi vì khi di chuyển như vậy thì cái việc học, mỗi bài học về rất là khó. Cho nên Lợi sẽ cố gắng, nếu học được thì Lợi sẽ học, còn nếu không thì khi về Lợi sẽ học bù lại để mình không có bỏ lỡ bài học nào. Nhưng mà cô chú anh chị em hãy vào trang web của Tổng Liên Hội, mình cũng học được bài học hàng ngày này. Rồi với quyển sách Sống với Thánh Kinh hàng ngày mà ở chi hội chúng ta có phân phối đó, thì chúng ta cũng học được bài học này. Rồi cô chú anh chị em lên kênh YouTube của Tổng Liên Hội, lại có để ở bên dưới cái phần mô tả của bài học đó, của chú anh chị em cũng có thể học được bài học này. Tuy nhiên thì mỗi sáng thì hãy cùng với Lợi học, bởi vì nhiều khi chúng ta học thì chúng ta cũng được nhắc nhở với nhau nhiều. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn của chú anh chị em. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái lời gợi ý cầu nguyện của bài học, đó là: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu có điều gì trong con khiến con không còn là con dân đúng nghĩa của Ngài nữa. Xin cho con tái kết ước ngay với Chúa, cam kết sống hầu việc chỉ một mình Chúa và hết lòng làm theo lời Ngài dạy, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cũng cầu nguyện. Lạy Chúa yêu của chúng con, cảm ơn Chúa bài học ngày hôm nay Chúa nhắc nhở chúng con. Chúa ơi, có điều gì mà chúng con đã phạm tội với Chúa mà chúng con không biết Chúa chỉ ra. Khi Chúa chỉ ra, Chúa ơi, xin Chúa cũng cho chúng con mạnh mẽ để chúng con quyết định bước theo Chúa, từ bỏ tội lỗi, dẹp bỏ thần tượng, dẹp bỏ những sai trật. Xin Chúa giúp cho chúng con, từng người trong chúng con có những cái điều khác nhau, không ai giống ai. Nhưng mà chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài nhắc nhở chúng con và giúp chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin giao chính mình con và anh em con trong bàn tay thương của Chúa, và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Các cô chú anh chị em ơi, trong những ngày qua có rất là nhiều năng đề mà lại muốn làm video, nhưng mà lại đang chuẩn bị cho cái chuyến đi Gia Lai, cũng khá là bận rộn. Thì xin cô chú anh chị em cũng thông cảm, và mong rằng Chúa cho lại có thời gian để có thể đăng những cái video kêu gọi đó. Xin cô chú anh chị em bấm đăng ký kênh, cũng như là bấm vào cái nút theo dõi chuông thông báo đó, để mỗi lần lại lên video thì có thông báo đến cô chú anh chị em. Và cảm ơn Chúa, và xin kính chào tạm biệt cô chú anh chị em. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Amen.